Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy cưa gỗ, cưa đĩa của Makita ha. Đây là một con máy cưa gỗ Makita chính hãng. Em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem về tình trạng của con này ha. Con này á về là em kiểm tra dạng như là xà lướt thôi ha. Rất là mới. Mới phải 95% và hơn. Đó. Rất đẹp ạ. Và đặc biệt con máy này là sử dụng lưỡi là 235mm. Được rồi, em xin đọc thông số của con máy cưa gỗ, cưa đĩa Makita này. Nó có model là N5900B. Con này là hàng chính hãng của Makita. Sử dụng điện nguyên zin là 220-230V. Công suất là 2000W. Sử dụng cỡ lưỡi là 235mm. Con này có xuất xứ là Made in China ha. Made in China. Và em chính hãng và quang 7 màu vẫn còn ở đây nha. Và ống cưa nặng của con máy này là 7,2 kg, luôn dây điện là 7,4 kg. Cái này á là nó sẽ cắt sâu được bao nhiêu ha. Cái này cắt sâu tối đa được là 8,5 phân ạ. Và qua kiểm tra lưỡi thì em thấy là mẻ 4 găng ha. Đó, do vận chuyển nó bị mẻ 4 găng. Đó, em có đánh dấu đây ha. 1 găng nè, 2 găng nè. Ở bên đây là 2 găng nữa là 4 găng ha. Và lưỡi này lưỡi theo máy zin của máy luôn. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện và ép máy cho cả nhà. Rồi, thì một con máy Makita cưa đĩa cưa gỗ của Makita này á, hàng chính hãng đang bán là 3.300.000 đồng. Nhưng đó là cơ hội của cả nhà sử dụng con máy xà lướt như thế này, giá chỉ là 2.300.000 đồng. Mà 2.300.000 đồng là em đã bao cả ship luôn rồi, cả nhà chỉ cần cọc phí ship giúp em. Phương còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng và test máy. Một con máy cưa gỗ cưa đĩa của Makita, hàng chính hãng, sử dụng lưỡi là 235mm, cắt sâu tối đa là 8,5 phân. Tổng cưa nặng máy là 7,2 kg, cưa dây điện là 7,4 kg. Ai có sử dụng đến con máy cưa gỗ cưa đĩa hàng chính hãng này thì liên hệ em ạ. Em cảm ơn cả nhà đã xem video.